Cái nhà cháu thưa với quý cụ với mợ là hôm nãy về xem kênh của em én. Em én em lại lấy một cái bài báo trên báo Bắc Giang ra để em mới đọc, và sau đó là em mới tâm sự với lại với anh Trần Cường rồi với một số người nữa. Và có một số đề nghị, em hén thì có một số đề nghị lên báo Bắc Giang để phát triển đề tài và những cái vấn đề nào nó liên quan đến 331, 330 gì đấy, thì cái việc này bên Hải đấy cũng nó cũng chính đáng thôi. Thế thưa mấy các cụ là cái bài báo này được đăng trên báo Nhân Dân vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, gần một năm trước. Thế hôm nay được đăng lại. Thế thì mục đích người ta đăng lại để làm cái gì? Người ta đăng lại để khẳng định rằng những cái tiếng nói, những cái nội dung gì ở hai cái bài báo mà gỡ xuống ấy là nó chính xác 100%. Nhưng mà thực ra thì đây cũng không phải là một cái sự, đây cũng không phải là cái tiếng nói trả lời một cá nhân nào đó, mà đây là cái tiếng nói rõ ràng là gì, nó khẳng định cái chân giá trị của cái việc hoạt động thực hiện cái chức năng của báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cái này thì nó là rõ ràng. Chứ còn và chúng ta thấy ở trên không gian mạng hiện nay, và cũng rất là đau buồn về cái chỗ là gì, rất là nhiều công dân của Việt Nam, công dân của chúng ta đấy, lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận và lấy một cái lý do là mình không hiểu biết gì cả, cho nên mình ủng hộ những cái tư tưởng phản động một cách công khai đấy các bác ạ. Thì nếu như đấy là những cái người mà thiếu hiểu biết thực sự ấy thì không nói làm gì, nhưng mà đây có một bộ phận có học có hành, được ăn học và có hiểu biết, nhưng người ta bên này bây giờ bảo tại làm sao mà có học hành có hiểu biết nhưng mà họ lại cố tình đi ngược lại như thế, thậm chí có những cái việc làm vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên cố tình. Và hiện nay ấy, thì ở các lĩnh vực khác thì không phải không có đâu, có, nhưng mà riêng xung xung quanh cái câu chuyện mà gì, xung quanh cái câu chuyện mà cái tên luật sư gốc Việt, người Mỹ gốc Việt này, nó đánh phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, và nó muốn cái mục đích cuối cùng là nó muốn là gì, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Cái điều này nó chưa bao giờ nó giấu giếm mà người ta đi ủng hộ nó, thì người ta có một cái lòng tin vô cùng. Và một trong những cái lòng tin để mà những cái con người này ủng hộ thì biên Hải cũng đã phân tích, và đặc biệt là ông Săn Khao thì cũng đã phân tích đó. Đây có những cái nhân vật mặc dù là đã về hưu rồi nhưng người ta lại còn có cái chiều hướng nhìn được thấy đó, đây đằng sau những cái nhân vật ra mặt này nó phải có những cái gì đó thì người ta mới đủ tự tin. Thế chứ một thằng giặc nghênh ngang trên lãnh thổ Việt Nam thách thức toàn bộ tiếng nói của Đảng, thách thức toàn bộ tiếng nói của công dân, thậm chí là những người lên tiếng, rồi thách thức luôn cả các cơ quan chức năng, nó có lý do, nó có cái gì, nó cũng có cái logic tồn tại của nó, đúng không ạ? Thằng giặc nó nghênh ngang như thế thì bảo huống gì đàn em của nó, đàn em của nó đâu có phải là những cái thằng nó ngu đần hết đâu, những thằng ngây thơ mơ hồ thì không nói làm gì. Cái lực lượng ngây thơ mơ hồ ấy, người ta đã nhận ra đúng sai là người ta lặng lẽ đi hết rồi. Còn những kẻ còn lại bây giờ ấy, chắc chắn 100% đánh giá chúng nó là bọn ba que không sai, các cụ các mợ. Thế bây giờ để mình đánh giá như thế nào về cái hiện tượng này?
Từ chỗ này ấy, thì theo một cái suy luận hết sức logic và biện chứng, phải nói thẳng luôn nhé, hết sức logic và biện chứng, thì cái lực lượng đứng sau chống lưng không chừng còn có những người đang nắm thương vị công tác, đang còn nằm trong cái hệ thống chính trị, nói đơn giản là còn đang công tác, hoặc một số nhân vật nào có ảnh hưởng đặc biệt thì người ta mới đủ cái lòng tin để người ta nhiễu loạn thế này, đúng không các bạn? Các cụ các mợ thử nghĩ cho em xem nào, những Việt kiều khác về nước, những cái người người ta ra mặt chống đối không được về nước thì người ta nên nhọt nọt sắp chết ngồi trong lãnh thổ Việt Nam, ra sức mà khen mà tung mà hô, ví dụ như Hà Văn Sơn, ví dụ như là David Lê, rất nhiều người khác hay lắm, ngon lắm, xinh lắm, đẹp lắm, Việt Nam tuyệt vời lắm. Nhưng khi bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cái quay lại trở mặt chửi không ra cái gì. Chỉ cần động đến một tí cái việc vi phạm pháp luật thôi, anh nào anh ấy rúm vòi vào. Nhưng cái đội này đội nó cố tình từ thằng Hùng trở xuống, nó cố tình đấy chứ, thằng Trường Nguyễn cố tình không các bác, nó cố tình đấy, nó sẵn sàng làm cái việc, nó quăng cái việc vi phạm pháp luật Việt Nam lên trên mạng để khiêu khích dư luận là việc nhỏ, nó thách thức vào mặt, nó thách thức vào Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, theo ý của bên này là thế. Ví dụ như là nó đơn giản thôi, không biết là cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan công an làm việc thế nào mà lại tài liệu làm việc của cơ quan công an với một công dân là được nó đưa ra hết tung lên mạng, nó đàng hoàng đưa cuộc gọi điện của nó với chủ tịch huyện yêu cầu phải làm việc này việc kia, và từ đó về đến địa phương, về đến cơ sở, trưởng công an xã và chính quyền xã sẵn sàng lôi tuột công dân của mình lên làm một cái việc rõ ràng đấy là việc vi phạm pháp luật, và bản thân cái tài liệu làm việc của cơ quan công an ấy, nó cũng tung ra hết tất tần tật. Cái việc này có được phép làm không? Giả sử như một người công dân Việt Nam làm như thế có được không các bác? Một hành vi thôi nó vi phạm đủ các góc các độ. Nó đi quay cái cảnh bầu cử công dân gạch cử tri gạch tên đại biểu quốc hội, anh biểu hội đồng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nó cũng làm được. Và cái việc này rõ ràng luật bầu cử có, đây là việc không cho phép. Không những quay lại rồi bây giờ anh ấy còn ngang nhiên phát tán ra, có đúng không? Có đấy, cái này nó là cái, nó cũng là cái để mà chú bây giờ mình cứ đừng có nói là cơ quan chức năng nhà nước làm việc tắc trách. Tôi không nghĩ cái nào có dấu hiệu tắc trách thì tôi nói tắc trách. Nhưng mà cái này thì tôi theo cái xu hướng là tôi hiểu cái cách làm việc của nhà nước về những cái vấn đề nhạy cảm như thế này. Nó nhơn, đúng không? Còn ở cái góc độ tắc trách ấy, thì tôi cũng thấy có sự tắc trách. Nếu như ví dụ như cái hiện tượng vi phạm luật bầu cử ấy, người ta phản ánh đến không? Người ta phản ánh đến tận cái địa phương nơi anh ta cư trú ấy. Thậm chí có người gọi điện đến tận cái nơi, cái địa phương mà người ta quay, cái tỉnh nào đó người ta quay được cái cảnh đấy đưa ra, nhưng tất cả chìm vào quên lãng. Cái này là có đấy, không phải không có đâu. Nhưng mà đường sau động tác này là gì thì chắc là mình không phải là không mình không là người trong cuộc, mình không phải là cái cơ quan an ninh điều tra, không phải là có cái chức năng quản lý thì mình không thể nói được. Hãy tin rằng cơ quan chức năng, một bước đi của những con người này họ đều nắm rõ. Đấy, thưa các cụ các mợ là như thế. Chúng ta thấy rất nhiều cái ngang trái, nhưng mà chúng ta cứ yên tâm đi, bình tĩnh. Không có một cái gì lọt qua được cả vải thưa, nó không lọt qua được mắt Cộng sản đâu.